Thưa quý vị, thưa các bạn, dòng chảy thương mại toàn cầu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, khiến các quốc gia thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại, ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến thương mại. Hiện nay, việc kết nối trực tuyến đang là phương thức hiệu quả giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh giao thương với doanh nghiệp nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường. Dịch COVID-19 hoành hành buộc các nền kinh tế lớn trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ phải thực hiện hàng loạt biện pháp mạnh tay để hạn chế virus lây lan. Các kế hoạch xúc tiến thương mại không thể triển khai được. Hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay đa số vẫn đòi hỏi giao tiếp trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng, bên xuất khẩu và bên nhập khẩu. Vì vậy, thời gian qua đã có nhiều đề án cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 được phê duyệt phải hủy hoặc lùi thời gian thực hiện đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống bị ảnh hưởng mạnh nhất, không thể tổ chức được là các hội chợ triển lãm quốc tế lớn về nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, dệt may, da giày, các sự kiện thương mại quốc tế lớn trên thế giới và tại Việt Nam. Covid-19 thì là một cái đại dịch toàn cầu và nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động từ kinh tế xã hội cho đến đời sống trên không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Từ đầu năm đến giờ thì cái hoạt động xúc tiến thương mại cũng như là hoạt động hỗ trợ xuất khẩu thì cũng không nằm ngoài cái bối cảnh này. Cái hoạt động xúc tiến thương mại chúng ta thường thấy trước đây á, thì là phải đi rồi xem, gặp gỡ rồi tham dự từng cái hội chợ một hay là từng cái sự kiện hay là gặp gỡ tay đôi giao thương trực tiếp để mà có thể là trao đổi bàn bạc rồi thì là xem mẫu rồi thì kiểm tra hàng hóa, đàm phán rồi mới dẫn đến ký kết hợp đồng. Tuy nhiên thì từ đầu năm đến giờ thì cái hoạt động xúc tiến thương mại này bị trì trệ và theo cái thống kê của chúng tôi thì là có đến 80% các cái đề án xúc tiến thương mại nằm trong khung khổ của chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia đó là bị hoãn hoặc là lùi thời gian và có đến là khoảng độ 10% số cái đề án thì bị hủy không thực hiện được do là các ban tổ chức ở hội chợ hay là những cái chuyến đi đấy, giao thương ở các nước mà rơi đúng vào cái thời điểm Covid cao điểm cho nên là đã bị hủy. Chính vì vậy cho nên là cái hoạt động này nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Trong bối cảnh khó khăn này, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, xúc tiến thương hiệu Việt thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số. Cục đã tạo nhóm liên kết các tham tán thương mại, các vụ thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Hiệp hội ngành hàng, cơ quan xúc tiến thương mại địa phương và các doanh nghiệp trong cả nước trên ứng dụng Viber, Zalo để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương một cách nhanh chóng và hiệu quả, tăng cường các hoạt động đào tạo trực tuyến và kỹ năng kinh doanh và xúc tiến thương mại trên nền tảng kỹ thuật số như xúc tiến thương mại qua Amazon. Đây được cho là biện pháp xúc tiến thương mại phù hợp trong bối cảnh các quốc gia hạn chế di chuyển, đồng thời là giải pháp lâu dài nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và tính minh bạch cho các hoạt động thương mại. Với sự chỉ đạo rất là quyết liệt và sát sao của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng như là sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong bộ thì Cục Xúc tiến Thương mại cũng là một trong số những cái đơn vị mà rất là chủ động để gọi là tìm ra những cái giải pháp hay là những cái biện pháp để mà tháo gỡ những cái khó khăn cho phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, cho các nông trang, nông trại xuất khẩu hay là người nông dân canh tác nông lâm thủy sản của Việt Nam. Thì có thể nói là một số những cái biện pháp. Ví dụ chẳng hạn như Cục thì cũng đã có liên hệ rất là chặt chẽ và thường xuyên với các địa phương có sản phẩm xuất khẩu. Chúng tôi đã liên hệ với lại hệ thống tham tán của Việt Nam ở nước ngoài, khắp là 53 nước trên thế giới. Và với cái hệ thống tham tán này thì chúng tôi gửi truyền đạt cái yêu cầu của từng vùng nguyên liệu của từng địa phương về những cái mặt hàng ưu tiên xuất khẩu, tìm kiếm hỗ trợ xuất khẩu rồi tìm kiếm đối tác xuất khẩu, đối tác nhập khẩu đó. Để mà có thể là thông qua hệ thống tham tán này họ chủ động họ ấy, đi tìm những cái đối tác nhập khẩu ở nước sở tại. Chúng tôi thường xuyên rà soát và nắm bắt chắc và chính xác những cái diễn biến trên thị trường xuất khẩu để mà xem là những cái thị trường nào có khả năng đưa hàng hóa của mình vào khi mà dịch của họ tạm thời lắng xuống.
thì ngay lập tức là chúng ta có thể là lại phải là khơi thông lại những cái thị trường đó. Một cái giải pháp nữa đó là chúng tôi đang quyết liệt thực hiện, đó là gì? Đang là hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước, nhà cung cấp trong nước đẩy mạnh kết nối cung cầu ở trong nước. Đấy. Đặc biệt là ứng dụng thương mại điện tử, rồi thì ứng dụng những cái nền tảng công nghệ thông tin để mà tổ chức những cái cuộc giao thương trực tuyến. Với một cái thị trường là gần 100 triệu dân này thì khi mà chúng ta chú trọng hơn và chúng ta tìm ra được những cái giải pháp và biện pháp thích hợp thì chắc chắn là sẽ mang lại cái hiệu quả cho cái hoạt động thương mại ở trong nước. Tại hội thảo trực tuyến xúc tiến thương mại Việt Nam Ấn Độ, cơ hội và thách thức hậu COVID-19 nhằm đưa các sản phẩm hai bên có nhu cầu thâm nhập sâu hơn thị trường của nhau. Các doanh nghiệp cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam, hạn chế áp dụng các biện pháp làm cản trở thương mại song phương như điều tra và áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và có phương án hỗ trợ hàng hóa của nhau được lưu thông an toàn, thuận lợi trong đại dịch và sau khi dịch được kiểm soát. Việt Nam rất nổi tiếng vì xuất khẩu nhiều loại hương liệu thực phẩm như là tiêu đen, hồi, thảo quả. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể chế biến sâu hơn và đóng gói thành sản phẩm gia vị masala có thương hiệu rõ ràng. Mặt hàng này có nhu cầu rất lớn tại Ấn Độ. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tính toán chiến lược và kế hoạch phù hợp để thành công tại thị trường Ấn Độ. Để khắc phục những khó khăn hiện nay, Cục Xúc Tiến Thương mại cũng đã hướng dẫn khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại, áp dụng ngay các phương thức xúc tiến thương mại phù hợp trong mùa dịch, như xúc tiến thương mại qua nền tảng số, trên môi trường thương mại điện tử, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ hoạt động thông tin, truyền thông quảng bá sản phẩm xuất khẩu, kết nối giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác có nhu cầu nhập khẩu. Thông tin tới hệ thống thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài để cung cấp danh sách thị trường mục tiêu, mặt hàng có nhu cầu xúc tiến xuất khẩu theo đề xuất của các địa phương, hiệp hội ngành hàng để các đơn vị này nghiên cứu triển khai hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp, cập nhật thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại gọn nhẹ, khả thi để có thể triển khai ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thành công tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.